Xin trân trọng kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung cần chấm dứt tình trạng lãnh đạo đưa con vào vị trí lãnh đạo. Tổng hợp từ bài viết Mạnh Đức trên báo Thanh niên và bài viết của tác giả Nguyễn Ngọc Chu, kính mời quý vị cùng theo dõi. Liên quan đến việc bà Trần Huyền Trang, 31 tuổi con gái đương kim bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Hoàng Thị Thúy Lan vừa được bổ nhiệm làm phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Báo Thanh niên đã nhận được nhiều phản ánh và đề nghị làm rõ có hay là không những bất thường trong quá trình tuyển dụng, bổ nhiệm bà Trang. Ở nhiều nước, vì bầu cử tự do nên bất cứ ai cũng có thể trở thành thị trưởng, tổng thống miễn là tài năng, được cử tri cả tỉnh, cả nước lựa chọn và họ có muôn ngàn con đường để trở thành chính khách. Nhưng ở Việt Nam chỉ có vài con đường để đi đến đỉnh cao của quyền lực. Trong số ít ỏi những con đường đó là con đường tiến thân qua đoàn thanh niên. Có lẽ trên thế giới hiện nay, con đường tiến thân qua đoàn thanh niên chỉ còn tồn tại ở hai nước là Việt Nam và Trung Quốc. Thiết nghĩ ở Cuba và Bắc Triều Tiên con đường tiến thân qua đoàn thanh niên đã đóng cửa thực tiễn cho thấy những con người tiến thân qua đoàn thanh niên ở việt nam được phân thành hai nhóm nhóm thứ nhất là con cái cháu chắt họ hàng của lãnh đạo nhóm thứ hai là có người nâng đỡ không có ai chân đất mà tự leo được lên một bậc thang quyền lực mà không có người nâng đỡ không muốn liệt kê các trường hợp người thực việc thực ra đây vì chúng quá nhiều và quá nổi tiếng. Đi qua con đường thanh niên để lên lãnh đạo thì rất ít người có năng lực đạt yêu cầu và không có người xuất sắc. Mấy hôm nay, truyền thông rộn lên về trường hợp con gái 31 tuổi Trần Huyền Trang của đương kim nữ bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thúy Lan được thăng tiến vượt bậc. Theo nhiều phản ánh từ năm 2013, bà Trần Huyền Trang lúc này mới 23 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học được nhận vào công tác tại thành đoàn thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Trong năm 2013, bà Trang được xét tuyển vào viên chức mà không cần phải thông qua thi tuyển. Từ tháng 4 năm 2014, sau một năm và làm việc tại thành đoàn Vĩnh Yên, bà Trần Huyền Trang được bổ nhiệm giữ chức vụ phó bí thư thành đoàn. Từ tháng 9 năm 2015, bà Trang được cử đi học lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Từ tháng 7 năm 2016, bà Trần Huyền Trang được điều chuyển về làm chuyên viên tại phòng thẩm định thuộc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. 10 tháng sau, tháng 4 năm 2017, bà Trang được bổ nhiệm giữ chức vụ phó phòng thẩm định. Chức vụ này được bà Trang đảm nhiệm cho đến tháng 6 năm 2020. Tuy nhiên, trong thời gian này, từ tháng 3 năm 2019, bà Trang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cử đi học tiếng Anh tại Singapore trong thời gian hơn 10 tháng. Sau khi đi học nước ngoài về, từ tháng 7 năm 2020, bà Trần Huyền Trang được bổ nhiệm giữ chức giám đốc Trung tâm nghiên cứu xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch đầu tư và chưa đầy 8 tháng sau, bà Trang tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Nhìn lại quá trình thăng tiến của bà Trần Huyền Trang cho thấy có hàng loạt vấn đề đặt ra. Với 8 năm và làm việc tại cơ quan nhà nước, trong đó ít nhất là 2 năm đi học các chứng chỉ bằng cấp về chính trị, chuyên môn, thì bà Trang đã cống hiến như thế nào trong công tác chuyên môn? Mặt khác, với thời gian ngắn như vậy bà Trần Huyền Trang thể hiện những năng lực phẩm chất của cán bộ ra sao. Chỉ trong vòng 8 tháng, bà Trần Huyền Trang đã được bổ nhiệm tới hai chức. Mới 31 tuổi, nhưng đã là phó giám đốc của một sở rất quan trọng là sở kế hoạch đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Với đà này, thuận buồm xuôi gió thì có khi chỉ 5 đến 10 năm nữa sẽ là ủy viên trung ương đảng. Đương nhiên sẽ giữ chức bộ trưởng hay bí thư tỉnh ủy hay là tương đương bà Trần Huyền Trang nếu không phải là con gái của đương kim bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc thì không thể trở thành phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư Vĩnh Phúc ở tuổi 31. Vài chục năm lại đây, xuất hiện ngày càng nhiều các trường hợp lãnh đạo bố trí đưa con vào vị trí lãnh đạo. Đây là một xu hướng có hại cho đất nước. Cần chấm dứt ngay việc dùng con đường đoàn thanh niên để quy hoạch cán bộ và hãy chấm dứt ngay tình trạng lãnh đạo đưa con vào vị trí lãnh đạo kính thưa quý vị vừa rồi là nội dung cần chấm dứt tình trạng lãnh đạo đưa con vào vị trí lãnh đạo được tổng hợp từ bài viết của mạnh đức báo thanh niên và bài viết của tác giả nguyễn ngọc chu đến đây là kết thúc xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau